Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 7 của truyện cổ tích cổ biển của tác giả Tín Nguyễn. Chương 41. Như thế đó, họ trùm lên thân mẹ, nức nẻ, gầy còm, thoi thóp thở bằng mảnh vải hoa sặc sỡ. Chờ đến giờ xả thịt phân thân vì mộ phần và áo quan lỡ mua chừng như quá nhỏ, họ vờ khóc trống lên và hối hả chia phân để sắm nhà lầu xe hơi và nuôi thêm ít cô nhân tình cũng nhỏ bằng mồ hôi nước mắt cha ông và cả đời mẹ dành dụm chắc chiêu, nhịn mặt nhịn ăn, lo liệu trăn trở biết bao chiều để nuôi họ nên vai nên vóc. Mẹ dẫu chữa xuôi tay nhưng đã chết bao ngày và chắc chắn còn chết thêm vì uất ức, vì đau xót đắng cay, và không biết sẽ còn chết thêm biết bao lần tựa như ma xó. Chị đứng đó, co ro, rúm ró, phô tấm thân trần truồng, chờ người đến xăm soi sờ mó như mua, con gà, con chó. Trong lặng thinh, trong câm nín, hai bàn tay lính quýnh, che chỗ này lại hở chỗ kia, che thế nào cho kín, khi người đã chọn mua về làm vợ, làm mẹ, làm ô xin, và cả làm nô lệ của dục tình. Vân Tiên bây giờ cúi mặt làm thinh, vì mắt lóe những đồng đô xanh đỏ, nên Kiều Nguyệt Nga ngượng ngùng nhăn nhó, chờ giờ lên phi cơ, bơ vơ đất khách, phó mặc cuộc đời cho những rủi mây. Trong tiếng thở dài, xem lẫn tiếng đồng đô la kêu chát chúa. Em lên 8, lên 10, hay 17, 13. Từng ngày lê la, vẽ hè góc phố, với tập vé số hoặc móc sắt trên vai, giữa dòng đời xuôi ngược. Quen tiếng chửi thề hơn tiếng kêu mẹ gọi cha. Quen ánh mắt trẻ khinh hơn vòng tay có được. Bước bươn chải bôn ba, chia từng ổ bánh cho nhau khi đem về thức đói, để đánh đổi vụn bánh mì rơi trong giông bão rã rời, tội nghiệp hơn những con chim xe sẻ. Em có gì ngoài mơ ước thật xa, được một mình một lần ăn nguyên tô hủ tiếu, nhức nhối chốn phồn hoa. Họ ngồi đó, trong phấn sáp lụa là, trong nhà hàng năm sáu sao lộng gió, trong vòng tay của những cậu nhân tình, mừng ngày lễ của mình, bàn với nhau chơi kiểu nào sướng nhất, đi du lịch nơi đâu có đủ món ăn chơi, khoe bộ ngực gầy vừa mới được bom hơi tận ngoại quốc, hoặc chê ông chồng ngốc, mình có tình nhân, lão chẳng dám ho he, chức lớn quyền cao mà thấp chuyện phòng the, đêm trăn trở nhìn con sâu đo rúm ró. Họ thản nhiên chỉ nhau cách ngoại tình trong ngày lễ của mình, ngày vinh danh những người phụ nữ. Cỡ tú bà cũng chép miệng làm thinh, gặp mình bái phục. Kẻ hàng sĩ thẹn thùng cúi gục, chẳng biết quay đâu để ghìm đi cơn oái trào dân. Khi ốc dứt lời thì cả không gian biển cũng lặng đi trong mùi muối mặn. Chúa tể rồng ba đầu cúi gục đầu thầm nghĩ, phải, những câu chuyện như thế này ta chưa từng nghe, cũng chưa hề nhìn thấy trước đây bao giờ cả. Ông thở dài, có lẽ chỉ vì ta là rồng còn cậu ấy là ốc, nên đã thấy hết những cái gì mà ta luôn khó thấy chăng? Hay à, và biển cũng lặng đi không còn sống. Chương 42. Trong lòng biển vẫn có những con rệp gắn vào mang của bất kỳ con cá nào để nghe trộm, nhìn trộm, nhằm mục đích gì thì ốc chả biết. Vì thế nên đa phần các sinh vật biển thường truyền tin qua sóng não, an toàn, nhanh, và nhất là các sinh vật biển dẫu đã có cả tỷ năm tiến hóa, vẫn không thích chữ viết và ngôn ngữ chung. Các loài đều kiêu hãnh và tự trọng, nên vẫn luôn giữ nguyên đặc điểm ngôn ngữ hay ký tự của riêng giống nòi mình. Vì thế, câu chuyện sao biển kể được nó truyền ba cực,
để cho cả bé con cùng nghe với nó. Dĩ nhiên là luôn được sự đồng ý và cho phép của chủ thể, chính là con sao biển. Các sinh vật biển vốn tôn trọng sự riêng tư đến, trở thành nền văn hóa vững như lớp trắng đáy đại dương nhằm lấp đi ít nhiều các khe nứt. Cách đây lâu lắm, đến không biết là bao mùa, con hải lưu đổi dòng theo chu kỳ bất biến, mà trên trần tính bằng tỷ thiên niên. Sao biển nghe từ ba kể, mà ba cũng nghe từ ông nội, và ông nội cũng nghe từ dân. Cứ thế mà nhân lên đến đời thủy tổ loài sao biển, anh ốc há. Cứ tạm coi là xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa vậy đó. Biển khi đó chiếm cả địa cầu, theo cách gọi của môn loài mặt đất. Một hôm, từ những khe nứt sâu tận đáy đại dương, những ông hỏa long chín đầu trồi lên, toàn thân rực lửa và cả những cái chứa trong bụng âm ấp của các hỏa long cũng chỉ là những chất rắn tan ra thành dòng chảy dung nham. Họ uốn mình bay lên tít tận trần mây cao, rồi há miệng phun ra dòng chất sền sạch đậm đặc, tàn phá cả rừng cây vốn mọc lên từ lòng biển và to ngang thân họ. Xét các núi đá trắng trong lẫn đục nhờ thành vụn nhỏ li ti, để tan vào chất muối. Đất đai từ đó đã tạo nên những loài cây chịu qua cơn nóng cháy mọc lên, và những con khủng long từ có cánh, có vây như loài cá, cho đến những con khủng long to đùng trú trong hẻm núi xa, thậm chí loài cổ dài chỉ chuyên hái lá, loài ăn thịt chim muông bóng thuở ấy hiếm hoi, cho đến lũ ăn cỏ nhỏ nhoi, chả biết sao mà tràn lên, lẫn tràn về, hội tụ trên bổng lầy ói mẫu thạch xa đỏ rực và bỗng đến tận xương. Khi chỉ cần thêm một cái nhíu mày của cụ tổ hỏa long thì đã không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào, như một lời khẳng sâu từ trong kinh cựu ước. Mặt đất hình thành, mầm xanh vùng vẫy rồi thoáng chốc lại nở ra, vươn lá cành tròn trĩnh. Thân chúng nhanh chóng lớn vì để cân xứng cùng tán lá nhiều tầng khổng lồ, che lão mặt trời và cũng nhờ lão mặt trời rọi soi hồng quang hộp. Một thế giới mới khác hơn biển đã được tạo ra từ hỏa long chín đầu, và nhờ cả tổ tiên loài ba đầu giúp sức, làm nguội đi và gắn kết các thực thể bé tí ti đã từng được nung chảy hoặc hóa ra tro theo cơn cuồng phong của cụ tổ, tổ gió. Và con người gọi như thế để dễ hiểu, chứ thật ra chúng chỉ là con, tính theo bản năng bầy đàn và hái lượm. Họ sống có an bình không thì tổ tổ của tổ tiên sao biển không biết, nhưng dần dần họ tàn ác hơn chú cá voi trắng răng sắc tựa gươm, gấp ngàn lần anh cá mập cá xà chả tanh mùi máu. Dù máu của đồng loại hay cả những sinh vật người mà chúng gọi anh em, chúng luồn lách và tiêu diệt chủng loài hơn cả con lương điện. Cứ thế và cứ thế, bằng các mánh khóe chưa từng có ở đâu trên địa cầu để dối lừa, dẫn dụ và biến họ thành công cụ, thành hòn than cháy trong lò cho tham vọng đấng hèn, hầu bắt các giống loài y những con bò sữa biển để ra dòng sữa thơm ngọt lành cho chúng bú mút tham lam và no nê lẫn tự mãn tự hào cả đến đời chắc. Và họ đã suýt diệt vong cùng con rồng tám đầu bạo chúa bị biến dạng khỏi thân hình lẫn trí não bình thường của môn loài biển cả. Trong một biến cố tự thân, rắn ngỡ lộn mình rồng. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng biển lại phải ngưng vì lão mặt trời đã nhô lên từ đường chân trời, nối liền biển cùng lão. Nguyên tắc bất thành văn tự nhưng luôn luôn được tôn trọng vì đây đã là không gian dành cho cổ tích của gió. Chương 43. Ủa, cái gì mà con rồng rồi lại con rắn tám đầu là sao vậy sao biển? À, tớ cũng có biết đâu, nhưng nghe ba tớ kể lại thì như vậy nè. Nó giống chỉ là một con lương điện, nhưng lại nghe đồn rằng được hoài thai giữa rắn và lương. Mà khổ cái là cả hai lại có một lượng điện tích trữ cao gấp 20 lần các con cùng chủng loại. Cái biến dị đầu tiên của ba mẹ nó cộng thêm cái gen đột biến giữa hai giống loài vốn không cùng chủng loại, dù tương cận, đã tạo ra một thứ biến dị đến lạ kỳ và thảm họa.
tương tự như con la được sản sinh ra từ loài ngựa, với lừa trên mặt đất vậy đó. Nó chẳng biết ba mẹ nó là ai vì ngay khi sinh ra nó thì họ đã bị một vị thủy thần xử tội vì tàn ác, lạm sát. Khác với những nguyên tắc bất di bất dịch của đại dương là chỉ săn mồi vừa đủ cho nhu cầu của từng cá thể. Nó có thể đã mang mầm sống hận thù tự đó chăng? Không một loài nào biết vì nó vốn không hề có bạn thật sự để có thể tâm sự cùng ai. Nó được một viện mồ côi có loài rắn điện nuôi dưỡng, nhưng ngay cả cái hình dáng nó cùng sự tinh quái và tàn nhẫn được di truyền từ hai kẻ sinh ra nó luôn làm cho những cá thể chung quanh vừa sợ hãi lại vừa khinh bỉ, nhưng chẳng thể lánh xa và làm gì được nó. Mềm mỏng đến tội nghiệp và gian trá đến nỗi khó mà bắt được lỗi từ nó. Nó dảo hoạt và trân tráo đến nỗi rất nhiều khi chính kẻ phát hiện ra tội nó lại trở thành tội phạm, còn nó lại là kẻ công tâm và chính trực mới thật sự là. Không có từ ngữ để diễn tả dù ngôn ngữ biển vốn có nhiều hơn lượng mối nó đang mang. Nó có những 8 cái đầu và khi cần thì nó có thể biến từng cái đầu đó ra từng loài khác biệt. Ví dụ như 4 rắn, 4 lương chia chĩa những tua như bạch tuộc. Lại có khi cả 8 cái đầu rồng với nanh nhọn xanh lè, cùng sừng tía lâu nhô uy mãnh, hoặc thật dễ thương như cô cá ngân chỉ điềm đạm thiện lương. Nó rất tự hào về điều đó và luôn vận dụng để che đậy cái tâm địa tàn ác của nó, vốn đã có tự bẩm sinh và cả sự tự hào ngạo nghễ cá nhân, khi tự cho rằng nó có thể thay thế cả Long Vương, Thiên Vương lẫn Địa Vương, mà gộp chung và cai trị muôn loài dưới sự nhân từ giả tạo, với lũ đầu sai mà nó chiêu mộ bằng những gì nó cướp đoạt, cùng tham vọng quyền lực đến điên khùng và bệnh hoạn của nó. Vì thế, thay vì học cái thiện lương và lòng nhân ái, sự tương thân tương cùng, thì nó lại miệt mài học pháp thuật gian tà từ một con rồng già, vốn đã bị truất quyền làm rồng, vì ỷ thấy mạnh của giống nòi mà giết chết tươi một con cá thần bơn yếu đuối trong cơn say, khi nuốt loài cỏ tảo nở hoa tạo ảo giác. Vốn đã bị cấm dùng cho tất cả mọi loài vì sự an nguy, sự tiến hóa và phát triển giống nòi, nhằm bảo vệ cho công bình ở mọi loài sinh sống. Từ cụ Hải Long đã tỷ tỷ năm tuổi, nay chỉ là một con cá dê bé xíu xiu vừa mới nở ra. Nó càng trưởng thành thì tham vọng lại càng bung ra và lớn lên theo quy luật. Nuôi và chăm bón mầm ác thì mầm thiện sẽ phải ra đi, và hoa trái chỉ nở ra toàn là cái ác. Thế nó đã làm gì để cho cả đại dương phải long đong và suýt nữa đã tàn phá cả quả địa cầu vậy sao biển? Ốc hỏi, con sao biển trầm ngâm lắc đầu lặng thinh thật lâu, như nhớ lại thật tận tường những điều đã được nghe kể thật lâu. Vẻ mặt nó vừa kinh hoàng hãi hùng, lại vừa cay đắng. Cái vẻ mặt đó ốc chưa thấy bao giờ nơi loài sao biển, vốn hiền lành và dễ thương rất mực. Đến khi nó ngẩng lên định trả lời cho ốc, thì cũng là lúc lão mặt trời đã nhô lên đỏ lừ từ phía biển bên kia. Biển ngưng kể vì bọn họ vốn rất tôn trọng lời giao ước, dù không hề có một văn bản hay chữ ký của cả hai bên như cái lũ được biển gọi là người trên mặt đất. Biển nhẫn nha viết đoạn này lên trên tờ cát mệnh dành cho ai thức sống và biết đọc lẫn biết nghe lời của biển. Chương 44. Câu chuyện của sao biển hấp dẫn đến nỗi ngay khi ông mặt trời đỏ ối chưa kịp lặn xuống đường chân biển, cả ốc lẫn bé con đều đã có mặt tại căn nhà nhỏ của sao biển. Căn nhà y hệt một ngôi sáu cánh, ngôi sao David. Do đoạn này quá rùng rợn và đầy tà thuật, vượt quá trí óc non nớt của nó, nên câu chuyện kể tiếp theo được đích thân ông của sao biển dễ thương tường thuật. Một ông lão thật tuyệt vời, giọng sang sảng đầy quyến rũ cộng với một thân hình vàng ươm, cùng năm cánh lấp lánh ánh bạc. Trong kho tàng pháp thuật của loài hỏa long không thiếu các loại dùng để làm thiện lẫn trừng trị kẻ ác, cùng những loài rồng ý mình cao cả mà tự do lạm sát như đoạn trên đã kể, nhưng có một pháp thuật cực cao và cũng cực kỳ tàn ác mà các pháp sư đều kinh sợ và tránh né,
không dám tu luyện. Theo truyền thuyết của các loài rồng trên cả ba cực kể lại thì, ngay cả kẻ nghĩ ra nó cũng chưa hề tu luyện. Dùng 99 con mắt các loài thủy sản khác nhau còn trinh trắng, trộn cùng 99 trái tim của các rồng con hòa cùng 99 lít nước bọt của chính mình, tụng cùng các câu thần chú trong suốt 99 đêm, mà cứ 9 ngày lại phải thay các lễ vật đó bằng những lễ vật mới, khi thì mắt, khi thì tai, khi thì chân, nhưng trái tim và bộ óc còn tươi nguyên thì luôn luôn không thay đổi. Sau 99 đêm thì kẻ tu luyện pháp thuật này sẽ tự tách cả phần hồn lẫn xác ra làm 9 mảnh riêng biệt, mà mỗi phần như thế lại có uy lực đến nỗi xóa hết phần tim ốc của bất kỳ ai mà nó muốn dùng để làm công cụ cho cái tham vọng bạo tàn của nó. Và lạ nhất là nó có thể tự tái tạo khi mất đi bằng cách sinh sản vô tính nếu có một kẻ tâm phúc dùng nước bọt của mình hòa lẫn máu nhỏ lên đó. Vì thế, nó luôn có chính kẻ tâm phúc sẵn sàng làm việc đó cho nó, nhưng nếu chính kẻ ấy chết đi hoặc kết hợp lại với nhau để tiêu diệt nó, thì nó sẽ mãi mãi trầm luân trong cõi vĩnh hằng tâm tối và cực hình bởi những ngọn lửa siêu nhiên không bao giờ tắt. Vì thế, với bản tính đa nghi, cả chính kẻ được nó giao phó không ai được biết ai, mà ngay cả các loài trong đại dương bao la cũng không hề biết một kiếp nạn được bắt đầu như thế đó. Hàng loạt các giống loài bị xóa đi trái tim và khối óc, các cuộc tàn sát nhau không khoan nhượng, sự căm thù thay thế cho yêu thương, lòng nhân từ được hóa ra tàn nhẫn, các chuẩn mực chính trực của đại dương dần dần bị phá vỡ, để thay vào đó là sự tôn sùng những điều kỳ dị mà trước đây muôn loài vốn khinh khi và xa lắm. Ông lão sao biển thở dài, rưng rưng nước mắt khi kể về ngày đen tối đó. Bé con khóc nấc lên, rên rỉ. Thôi đi ông đừng kể nữa, cháu sẽ dở tim ra mà chết mất. Ốc thì nghiến chặt răng mím môi căm giận. Cũng may, vầng thái dương cũng vừa ló dạng nhau lên từ bên kia mặt biển. Đêm dù có tối tăm đến đâu rồi cũng phải trôi qua, như một quy luật bất di bất dịch mà thiên nhiên hoặc thượng đế ban tặng. Sao biển còn cố hỏi thêm một câu trong hy vọng. Thấy có ai tiêu diệt được nó không ông? Ông lão hiền hậu gật đầu và mỉm cười như thầm bảo. Mai ta sẽ kể các con nghe đoạn kết. Đã đến giờ của gió và như mọi khi, biển lại viết câu chuyện này lên mặt cát. Mai thì tám tình tang sẽ đọc tiếp. Tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình đón nghe tập thứ 8.